Ơi, to không khác gì cái hàng triệu rưỡi. Hàng này đánh rồi, về đôn đảo rồi. Nếu rẻ quá cũng không có công thật. Bao nhiêu năm trồng này còn to hơn cái con hôm trước. Đúng là cũng hợp lý, tại vì cái hàng kia hàng đánh thẳng, hàng này hàng đã mất công đánh về rồi. Thoát cào lêu nghêu, thoát con này phải 2m7. Vỡ gốc thì cũng 17. Đầy đùa con này. Thoát trên 1m7. Trên 1m7. Còn cái này thì là rẻ thôi, chứ còn ngoài ra thì ối rồi ôi lắm. Anh 19. Nó cũng không đều, chủ yếu là nhận tạng. Còn những con này mười mấy, ít. À, chọn thì không đánh những con này. Chọn thì con này, những con này ngon. À, nói chung là giá ý thì ở cái bằng lăng kìa. À, dâm bụt đây. Bằng năng để về ghép đây. Ná bọn này to nhỉ. Thế là tưởng hôm nó ẳng con này rồi cơ. Vẫn sống. Đấy khá. Con này ẳng. Ta thấy bật mầm không biết gì. Đấy, bằng năng để ghép. Này rồi ẳng nó. Chưa thấy hiện tượng gì. Ôi, ba con thì chết hai của mỗi con. Mỗi con góc kia. Cao 2m rưỡi. Anh gốc tầm 17.